Hello tất cả anh em đã quay lại với cái clip mới của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em cách sơn đen bóng và cách dùng cái chất tẩy ATM để chúng ta tẩy bỏ đi cái lớp sơn cũ. Đó thì điều đầu tiên anh em cần làm đó là phải đeo găng tay vào. Bởi vì cái chất tẩy sơn này nó rất là độc hại. Chúng ta không nên dùng tay không nhá, bởi vì nó sẽ làm cho tay anh em có thể là lột da hoặc là bong chóc rất là nguy hiểm. Đây là chất tẩy sơn ATM. Một lọ này thì dùng được rất là nhiều. Giá thì nó chỉ khoảng 70 đến 80 nghìn một lọ này thôi. Mình dùng chất tẩy này để tẩy nhựa nhé, tẩy sắt. Nói chung là có thể tẩy được tất cả các loại sơn, bởi vì chất tẩy này nó rất là mạnh. Đó thì đây mình sẽ khui cái nắp này ra và cho anh em xem cái sơn. Ở đây thì mình dùng cái chổi mà các anh thợ sơn hay dùng ấy để chúng ta quét lên sản phẩm nhé. Đó, chúng ta dùng con dao để cậy cái nắp này lên này. Sau đó anh em có thể dùng cái gì đó để chứa. Chúng ta sẽ đổ cái này ra. Cái này nó rất là đặc. Cái mùi nó rất là hôi. Chúng ta có thể đeo khẩu trang vào nhé. Đây bây giờ mình sẽ quét. Cái này thì không cần phải pha gì cả, anh em cứ đổ ra. Sau đó dùng chổi chúng ta quét lên luôn thôi. Chúng ta chỉ nên quét một lớp mỏng thôi nhé. Chúng ta chỉ việc quét đều lên và chờ cho cái phần sơn kia nó sùi lên. Sau đó anh em có thể dùng cái gì đó để cạo cái lớp sơn cũ đi. Tuyệt đối không được quét quá nhiều bởi vì nó sẽ làm hỏng cái nhựa của anh em đấy. Cái chất này nó tẩy rất là mạnh. Đây anh em có thể để ý này, nó đã sùi cái lớp sơn cũ lên rồi. Mình sẽ dùng con dao để mình cạo cái sơn này đi. Đây mình dùng con dao này. Anh em có thể dùng miếng nhựa để anh em cạo, tránh nó hỏng cái lớp bên trong mà nó ăn vào nhựa của anh em. Mình thì mình sẽ sơn lại cái tấm này cho nên là nó có xước một chút, thì mình sẽ lấy giấy ráp mình chà nhám lại. Ở cái cách sơn sang đen bóng này ấy, thì là anh em chỉ cần tẩy bỏ cái lớp sơn cũ đi thôi. Sau đó chúng ta chà nhám thì không cần sơn lót. Cái tác dụng của lớp sơn lót ấy chủ yếu là tạo cái màu nền cho cái lớp sơn màu bên ngoài cho nó đẹp thôi. Nếu chúng ta sơn sản phẩm mới thì mới cần lót. Còn cái này thì là ở hãng người ta đã lót rồi cho nên là mình sẽ bỏ qua cái công đoạn là lót sơn. Nó rất là dốc. Đoạn này mình sẽ tua nhanh nhá để bớt thời gian xem video của anh em, bởi vì cái này nó cũng không có gì khác biệt cả. Chúng ta cứ cạo thôi ạ. Nó dốc này. Nếu mà anh em thích sơn lót lại thì chúng ta làm xong cái lớp sơn bên ngoài kia thì chúng ta lại quét một lớp sơn mỏng nữa.
để tẩy nốt cái lớp sơn của hãng người ta sơn ở bên trong. Đó, sau đó anh em lấy giấy ráp dúng nước chúng ta chà. Đây. Chà qua thì nó rất là sạch. Đó. Anh em cứ làm như này cho khi nào nó sạch hết cái lớp sơn cũ là ok. Chúng ta vừa chà vừa nhúng nước. Mình làm thủ công, nếu mà anh em nào nhà có máy thì chúng ta mua miếng ráp máy chúng ta làm thì nó sẽ rất là nhanh. Đó, rất là bóng rồi. Cái chất tẩy sơn này thì nó cũng rẻ tiền mà chúng ta dễ mua. Anh em có thể ra một cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng này, chúng ta mua cái, cứ hỏi là mua chất tẩy sơn ATM là người ta bán cho 70.000 được gần 1 lít đấy, tha hồ. Đây là cái miếng mình đã làm trước rồi này, nó tẩy sạch hết cái lớp sơn cũ rồi. Mình dùng sơn ATM, cái sơn này thì nó cũng khá là phù hợp và rẻ tiền. Đây là màu đen bóng. Và cái chai này là chai sơn bóng phủ bề mặt. Qua thời gian sử dụng thì mình thấy cái sơn ATM này nó cũng tương đối là ổn. Nó không tốt bởi vì nó rẻ. Anh em sơn thì một thời gian khoảng cỡ 1-2 năm chúng ta lại sơn lại. Quá trình chuẩn bị sơn thì anh em cần lắc thật kỹ lọ sơn lên để nó tạo đều cho cái sơn ở bên trong. Cứ lắc đều lên nha anh em. Chúng ta đeo găng tay vào và cầm cái miếng sản phẩm cần sơn lên thì chúng ta xoay hướng nó sẽ dễ hơn là chúng ta đặt một chỗ. Chúng ta sẽ chọn cái chỗ nào mà nó có điểm tì ấy. Hoặc anh em có thể dùng cái khác là chúng ta chấm keo nến vào để cầm một cây keo nến thì ok. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sơn. Cái lớp đầu tiên ấy thì anh em chỉ cần là sơn sơ thôi, đừng sơn kỹ. Chúng ta sơn kỹ thì nó sẽ bị chảy. Và cái khoảng cách để cầm cái chai sơn thì nó sẽ khoảng 25 đến 30 cm, để cái lớp sơn nó phun ra được đều nhất và nó không sẽ không tạo giọt sơn. Đó, chúng ta sơn sơ một lớp thôi. Mình sẽ sơn một miếng tiếp theo. Miếng này nãy mình vừa tẩy này, mình đã chà nhám rồi. Miếng này cũng thế, chúng ta sơn sơ một lớp. Sau khi chúng ta sơn ý, thì là anh em chờ khoảng 15 phút để cho cái lớp sơn này nó xe lại thì chúng ta sẽ sơn cái lớp tiếp theo. Anh em không cần phải cầm lên như mình, anh em có thể là đặt xuống bề mặt nào đó anh em sơn cũng được. Đó, nhìn nó cũng rất là bóng rồi. Đó, bóng lắm anh này. Đây mới là lớp đầu nha. Rồi bây giờ mình sẽ sơn lớp thứ hai lên cái miếng này. Đấy, sau thời gian sơn khô thì nhìn nó rất là đẹp. Mình sẽ sơn lớp thứ hai. Đó, anh em cứ để lọ sơn nó xa tầm 25 đến 30 cm để cái sơn nó tỏa ra đều.
Sau khi chúng ta sơn lớp thứ hai thì sản phẩm nó đã quá là bóng. Và anh em có thể làm đi làm lại, chúng ta sơn lại khoảng 3 lần nhá. Mỗi lần cách nhau 15 đến 20 phút. Anh em nên chọn thời tiết vào những cái ngày nắng nhẹ thì là cái bề mặt sơn nó sẽ rất là bóng và nó sáng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phủ bề mặt. Đây là chai sơn phủ ATM. Chai này 25k. Rất rẻ tiền và dễ mua. Đó, chúng ta cũng sơn lớp đầu tiên thì anh em cũng sơn qua. Chúng ta đừng sơn đậm ngay, nó sẽ tạo cái giọt sơn nó rất là xấu và nó sẽ bị chảy. Cái lớp phủ bề mặt này thì anh em cũng có thể là phủ từ 2 đến 3 lần. Thời gian cũng cách nhau khoảng 25 đến 30 phút. Nó se thì chúng ta lại sơn lớp tiếp theo. Anh em sơn 3 lần thì là cái bề mặt nó sẽ rất là ổn. Đây, và đây là sản phẩm đã hoàn thành nha anh em nha. Nếu có khó khăn thắc mắc gì anh em có thể để lại comment ở dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ hỗ trợ anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình. Chúc anh em có một sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.